Giải thể thao giải trí quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Number One X Game 2013 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức với sự tài trợ của nhãn hàng Number One Tranh, tập đoàn Tân Hiệp Phát. Với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, X Game 2013 là dịp để thanh thiếu niên Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận với những hình thức giải trí lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và ý chí mới. Bây giờ tất cả những bộ môn nghệ thuật đường phố của mình đang hoạt động riêng lẻ và không có một cái tổ chức hoặc là một cái bộ phận quản lý, thì các bạn chơi nó không có tập trung được. Thành ra là ban tổ chức mình thấy đây là một trong những bộ môn mà có sức phát triển rất lớn về thời gian sau này, nên mình đã quyết định là kết hợp cùng với lại Sở Văn hóa để tổ chức cái giải này, để các bạn sau khi cái giải này diễn ra thì mình mong muốn là nó sẽ quy tụ về một mối và cũng như là phát triển hơn trong thời gian sau này. Các đội tham dự giải thể thao giải trí quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng X Game 2013 tranh cúp Number One sẽ tranh tài ở 4 môn thể thao gồm roller sports tức trượt patin, hip hop, beatbox và parkour. Roller sports là tên gọi chung cho các môn thể thao sử dụng giày có gắn bánh xe. Người Việt còn gọi môn này là patin. Roller sports được biết đến nhiều nhất trong 4 môn thể thao giải trí tại X Game 2013. Môn này phù hợp với nhiều lứa tuổi, giúp người chơi rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, sự dẻo dai, phản xạ nhanh và trạng thái tự tin. Hip hop xuất hiện từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, là một hoạt động âm nhạc và trào lưu văn hóa xuất phát từ tầng lớp lao động ở khu Bronx, New York, Hoa Kỳ. Nét nổi bật thu hút người xem của hip hop là những điệu nhảy đặc biệt cùng phong cách ăn mặc độc đáo. Beatbox là một môn nghệ thuật trong hip hop. Người chơi dùng miệng để mô phỏng âm thanh nhạc cụ, âm thanh đời thường. Cái nhóm của mình là Sài Gòn Beatbox Club thì đã hoạt động rất là lâu rồi. Khi mà nghe tin có giải đấu thì tất cả các thành viên của Sài Gòn Beatbox Club tụ họp lại với nhau và tập luyện rất là gắt gao. Cho nên là hy vọng là sẽ có được giải thưởng lớn trong giải lần này. Parkour hay còn có tên khác là free running, tức chạy tự do, được coi là môn nghệ thuật di chuyển. Đặc điểm chính của parkour là người chơi phải di chuyển thành thục bằng bước nhảy, động tác nhào lộn trên các địa hình khác nhau. Để tham gia parkour, người chơi cần có sức khỏe tốt và ưa mạo hiểm. Bốn bộ môn đặc sắc với những cuộc tranh tài gay cấn cùng những khoảnh khắc cuồng nhiệt, hào hứng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phút giây đầy hưng phấn. Hãy đón xem các phóng sự đồng hành vào lúc 7 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh Let's Việt để hòa mình vào không khí sôi nổi của giải thể thao giải trí quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tranh cúp Number One X Game 2013. X Game Party diễn ra ngày 2 tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội. Vòng loại miền Nam 15 đến 16 tháng 11 năm 2013 tại Làng Đại học Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng bán kết và chung kết toàn quốc từ 29 đến 30 tháng 11 năm 2013 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng chung kết quốc tế và gala trao giải ngày 1 tháng 12 năm 2013 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thí sinh của 4 bộ môn gồm patin, parkour, hip hop, beatbox đăng ký tham dự chương trình chi tiết tại website www.xgamevietnam.vn.